Chào các bạn, chúng ta đang đến với một ca nội soi đại tràng gây mê. Bác sĩ Nụ đang gây mê và các chị em đang tranh nhau làm cameraman, chưa ai đồng ý ra làm. Thôi, mời cô Thảo xuôi cảm. Xin chào các bạn, tôi là thành viên. Giới thiệu với các bạn, đây là một ca, một cụ đang chuẩn bị giới thiệu mà run hết cả người ra ngoài ra. Đây là một bệnh nhân 75 tuổi. Cách đây 3 năm trước thì đã nội soi và phát hiện ra polyp. Năm nay là ông đi soi xem còn polyp hay không. 75 tuổi là cái tuổi mà chúng ta sẽ rất là hạn chế để tầm soát, bởi vì tuổi cũng cao và vẫn còn chưa tỉnh sang này. À, vẫn còn chưa mê này em. Sẽ cân nhắc rất là kỹ giữa cái lợi ích và cái nguy cơ. Bác này thì thể trạng hơi là gầy, cho nên là tiên lượng đại tràng sẽ vất vả. Qua hậu môn, đây em nhìn những cái phản xạ này, đây, cái này là cái, đây là trực tràng. Qua hậu môn là đến trực tràng thì chúng ta thấy đứa động dịch chia sạch, hút hết được dịch, để tìm cái đường đi. Nhiều động, đây đường đi ở vị trí 12 giờ đây. Đưa ra đây nhìn thấy đường, ôi mới cái trực tràng các bạn nhìn thấy một cái polyp. Hình như ngày xưa là bác này cũng có rất là nhiều polyp. Để cho đây chúng ta sẽ đánh giá xem, nhìn thì đây nó có vẻ là một cái polyp tuyến sinh nét tip 2A đang ở sigma. Bây giờ đợt sigma là đoạn vất vả nhất, là chúng ta đi rất là tập trung, đường đi ra vị trí 1 giờ đây. Chưa nhìn thấy dây đường đi thôi. Nhìn thấy dây này, chúng ta tiếp tục đưa dây đây. Nhu động nhiều. Wow. Những cái nhu động cảm nhận thấy. Có thể cái gì cả, quan sát được niêm mạc mà tìm được đường đi. Đây đường đi ở vị trí cho 9 giờ, 90 giờ. Và di động rất là nhiều, đoạn sigma này di động rất là nhiều, chính vì thế mà. Chúng ta rất tập trung đoạn này. Đưa dây khi nhìn thấy đường rồi đấy. Đưa dây khi nhìn thấy đường. Này là co thắt à, của người bệnh có những co thắt nhiều, cho nên chúng ta phải đợi nó mở ra. Đường đi đây 12 giờ đây, để giữa màn hình này. Đưa dây đây. Nó ở vị trí 12 giờ đây. Đợi nó, đợi nhu động nó mở ra. Wow. 12 giờ đây. Vâng. Ở vị trí qua cái này là vị trí 5 giờ, 6 giờ, 5 giờ đấy. Chỗ này là khoảng độ 80 cm cái giữa môn rồi. Chúng ta sẽ xoay dây theo chiều kim hồ và rút dây để rút cuộn ống. Có nguy cơ tụt, chúng ta lại đưa dây tiếp. Hút đất dịch. Phải hút hết dịch để chúng ta mới quan sát được đường đi dễ dàng. Thứ dịch rất là nhiều đấy. Nhân gây mê thì thường là chúng ta sẽ dừng uống nước trước khi nội soi 3 tiếng. Mà bác này cũng còn ứ động nhiều dịch như này, khả năng cao là bác này có táo phân. Nhìn thấy đường, tiếp tục đưa dây đây. Ta rút dây đây, xoay dây đây. Ôi, rút dây tuột rồi, nhọc. Phải đi lại, chưa rút được cái dây cuộn ống cho sigma thế này. Phải xem là đã rút hết cuộn ống chưa, chưa hết. Để rút, rút cho nó hết rồi. Rút tuột hết rồi. Đây, đang là sigma rồi, hãy đi lại. Đang đợi thằng trái rút thì lại tụt, rút thì lại tụt ống. Cái này là chúng ta chưa rút được là
chưa rút được dây được. Có chắc phải đến góc phải mới rút được dây cho. Đây về là tràng ngang đây. Đây là được tràng ngang đây rồi. Rút, đây có vẻ là góc. Lại tràng ngang thôi, rút dây xoay ngược dây. Không vậy. Không được. Rút dây này mà nó vẫn không tụt thêm thì chứng tỏ là nó đang. Rút mà nó không tụt thêm thì chứng tỏ là chúng ta ra. Đấy, rút được rồi. Phải rút được như này thì chúng ta mới đưa dây đến được manh tràng. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ đưa như thế thì đến nó góc phải là không thể được dây nữa. Mà nó tận 90, tầm 90cm rồi. Đây, đi đang là 5 giờ 6 giờ, di chuyển ngay 4 giờ 5 giờ. Dịch chắc gần đến góc phải. Tốt hết cái dịch. Được đi nó ở về phía khoảng độ 9-10 giờ đấy. Ta đưa dây. Đoạn này nó, wow, đoạn này rất là gập góc ở đây đấy, cho nên là sẽ vất vả ở đây. Nhìn thấy đường đi đến đây nó bị gập góc hẳn luôn. Được. Đưa thêm một chút đó. Vào đây thôi, ta rút dây phay dây một chiều đi. Chưa móc vào cái đoạn này thì qua sẽ khó. Vào đây, rút dây phay dây ngược. Chưa được, chưa móc vào cái đoạn này. Rút dây phay dây ngược chiều, chưa qua được. Đoạn này rất là xoắn một đoạn này. Chưa qua được cái đoạn này đây. Khá là vất vả đoạn này đấy. Nếu mà bệnh nhân mà tỉnh thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân thay đổi tư thế, góc này là sẽ đỡ gập góc. Hay đang mê này thì hạn chế cái thay đổi tư thế đó. Ta vẫn đang tạo cuộn ống là đi đến góc phải đây, góc này góc phải rút dây xoay dây ngược chiều kim đồng hồ. Nó không tụt đống mà đang vào góc phải, đây là góc phải. Rút bớt cái dịch. Bớt dịch là chúng ta đưa dây thì sẽ đưa dây rất chậm từ từ đây. Ôi, nó lại tụt đấy. Tụt rồi. Góc phan này, màu tím là góc phan. Đưa dây rất chậm. Ok. Đưa nhanh là sẽ nó sẽ dễ tụt bởi vì nó tạo cuộn đống bằng sigma. Ok rồi, vào đây là đại tràng phải là biết là chúng ta đã sắp thành công rồi. Cọc ở đây là đại tràng phải. Cọc rồi. Đại tràng phải. Wow, đây là một cái nữa. Xem có phải là polyp rồi, từ từ đã. Vậy thế này là một cái yếu tố tiên lượng soi khó. Thêm cái tràng như này là ngày xưa là 8 phân, ngày xưa là 28 phân đấy. Đây, nước từ từ, có đây là vào cọc cái manh tràng. Đoạn này đang co thắt. Chưa xuống được. Đây là cơn nhu động. Đấy, mở ra rồi, mở ra vào cái manh tràng đấy ạ. Còn phải nhìn được thấy cái gốc ruột thừa mới biết chắc chắn là có thắt kinh khủng. Đoạn vừa táo phân nhưng mà lại nhu động nó tăng. Đây là cái van vô hành đây. Cái trung chín ở vị trí 10 giờ. Vào luôn xem vào được không. Chưa phải. Rồi. Cái ruột thừa đây. Đây tận cùng cái chỗ 7 giờ đây là cái chỗ gốc ruột thừa đây. Đây là vị trí đấy. 12 giờ. Đây là gốc ruột thừa đây. Chính xác là đã cọc cái bộ manh tràng đây. Có thắt rất là nhiều loại đẩy.
để cái đầu xoay chúng ta ra, ra đây quan sát, cố gắng vào quan sát cái hồ tràng nó ở vị trí 10 giờ đấy. Chúng ta hơi rút dây và xoay dây ngược chiều kim đồng hồ một chút để vào. Đây vào rồi non đây này. Đây là hồ tràng, đoạn cuối hồ tràng. Ok, sạch. Xoay hết đại tràng của ông nhà em rồi em ạ. Vâng. Của ông ngay bên ngoài trực tràng có một cái clip nó khoảng độ gần một phân đấy. Vâng. Ngoài này đánh tìm xem còn cái clip nào nữa. Hồ tràng này tốt, không vấn đề gì cả. Ngoài này là manh tràng. Ok, ta vứt vứt này. Sao không không hỗ bơm nữa em? Bạn nào mà cần bơm thì anh sẽ bảo giúp anh. Nhu động của ông nhiều, ông chắc là hay táo bón à? Vâng. Ngoài cái táo bón ra, ông có thể hay đau bụng vì những cái cơn co thắt đại tràng này đấy. Đây có cái polyp đây, đấy ở vị trí đúng 12 giờ, vị trí này sẽ rất là khó cắt. Này. Rất là khó vị trí này, vị trí này. Rút ra mặt đấy, mặt nó to hết cỡ. Đây vào đấy, đóng, ok. Kéo cao một chút rồi đốt rồi. Đây là cái flip kén. Ok, rút đi em, hết tổ chức flip rồi. Vị trí này là vị trí rất là khó cắt này. Lại có thắt nhu động rất là nhiều. Vị trí khó là chúng ta không đủ thời gian để chúng ta đánh giá kỹ được về nội soi giải tần hẹp, xem các đặc điểm của nó, nhưng mà nhiều khả năng nó là cái polyp tuyến. Vị trí đấy là 65cm à? Đây là, vẫn đang lại trong góc phải đây. À, hết là chúng ta sẽ hút hết hơi để tránh ứ hơi sau khi soi. Bơm này, đây cả nữa này. Bơm bơm ngoài này, ok ok. Màu sắc thì nó sẫm hơn niêm mạc xung quanh, chính vì thế mà chúng ta nhìn thấy mà nội soi giải tần hẹp. Mạch máu tăng sinh phân bố đều, cấu trúc bề mặt thì nó có vẻ dạng ống và dạng oval trắng bao quanh một viền đen, thì đây cũng là một cái clip điển hình của clip tuyến. Đặt mà clip ở vị trí 11 giờ này thì khi áp máy lên một chút đấy là chúng ta sẽ tiếp cận cái này thì dễ. Nhìn cái này chúng ta biết là sẽ tiếp cận dễ được. Hết rồi, phải đợi được qua nhu động rồi chứ. Đó, nhu động rồi. Đợi nó qua. Nhu động kinh, đại tràng của ông này. Kinh khủng. Táo bón hay có kiểu nhu động rất là mạnh, đẩy nó đẩy tít ra ngoài. Đẩy tít cả ông soi ra ngoài sợ. Đó. Qua cái nhu động, ấy, vẫn còn tiếp tục rồi, vẫn còn tiếp tục rồi. Đó. Rồi hết rồi, hết, rồi hết mới lại đẩy máy vào. Đấy, những cơn nhu động ấy thì thật sự là nó rất là khó để mà khi soi mình đưa dây được vào lúc đấy, chỉ có đợi nó một cái cơn nhu động, cơn sóng đánh qua cái là không biết là cái polyp nó ở đâu nữa. Ông hay kêu đau bụng không à em ơi? Đại tràng của ông này là nhiều cái nhu động này là đã hay táo phân lại nhiều nhu động là thường sẽ rất hay bị đau bụng. Đây, mà đây. Ô, rút, nó đã quá rồi, chị rút đi. Rút đi nhanh không mất nhu động mà. Ok. Từ từ. Vẫn còn tổ chức polyp mà.
mà đóng đóng quá rồi, đóng rất là tập trung. Những cái lúc đấy nó là cái động không thể nào mà lý thuyết mình đứng yên để nói được, nó di động liên tục, cho nên là tầm ước lượng đến tầm nào mình kẹp đúng lúc đấy là clip nó đến. Đây là clip tăng sản này, xem. Đây là cái clip tăng sản nhỏ. Cái này đây. Các căn tranh thủ cắt luôn cho hai cái này cạnh nhau. Nó có vẻ vẫn là clip tiến đấy, cái mặt đây, đây mặt. Kiểu hình mặt nó có tăng sinh. Mặt bề mặt nó có chợt. Ông 75 tuổi chắc soi độ một tuần này nữa thì cũng không có dọn sạch, cố gắng dọn sạch hết những cái clip rồi. Đây cái trường nhỏ nhỏ này nhưng đây nó khéo làm cái tiếp tiến. Đây là on à. Cái này bao nhiêu đây? Bao nhiêu? Năm ngoái ông có bao nhiêu cái polyp rồi em ơi? Đợt trước ấy. 5 cái chưa? Có làm sinh thiết không? Giờ ông tỉnh thì cũng không đau đâu, cho nên là thôi không gây mê, không dùng thêm nữa. Thôi của ông soi nốt lần này thôi, dọn sạch thôi mà thôi, bởi vì tuổi này của ông rồi thì cái soi này nó chạm ông cũng hơi gầy. Giờ nó cũng có tầm 4-5 cái thì đúng là tầm khoảng 3 năm nữa đi soi lại, nhưng mà 3 năm nữa thì lúc ấy ông 78 tuổi rồi. 78 tuổi mà lúc ấy ông cứ sức khỏe giữ được như này đã mừng lắm. Đấy. Còn nếu mà chẳng hạn như là ông vẫn quyết tâm một thứ thì nó lại câu chuyện lúc ấy nó sẽ khác. Còn lúc ấy mình sẽ cân nhắc, bởi vì tuổi cao rồi thì chuẩn bị nó cũng vất vả, nó cũng có nguy cơ trong khi chuẩn bị đại tràng, uống 3 lít nước rồi đi ngoài rất là nhiều, nhịn ăn là tuổi 78, 79 tuổi là lúc ấy nó cũng có nguy cơ. Rồi không kể chuyện gây mê nó cũng sẽ không được thoải mái. Tuổi càng cao thì càng nhiều cũng nguy cơ. Phóng nhà bác sĩ nụ nhỉ? Bác sĩ gây mê có. Hay là càng cao tuổi thì gây mê nó càng ngon lành. Đây cái nữa. Đây bao nhiêu xem nhé. Đây một cái clip hình cầu không cuống. Sigma. À, cái này có vẻ cũng là một cái polyp tuyến đó. Cắt bỏ vào nội soi riêng nhất tiết 2A đấy. Đóng bớt lại từ từ. Đóng bớt lại đi. Ok. Đấy, rất là đẹp. Vừa phải rút được cái tiện.
gần ngay đấy lại cái nữa. À, động viên nay mai nhà em 45 tuổi trở lên nó cũng phải đi nội soi nhé. Cái này cũng là một cái polyp tuyến, kiểu hình mạch máu tăng sinh và nó dạng về một cấu trúc về mặt dạng ống này. Nhìn thì rất là dẹp, rất là nhỏ đấy thôi. Nó cắt hết, mấy cái này cắt. Rút rút nó quá rồi thì chỉnh ra. Con rút này là cắt cái polyp dùng cái lọng. Này là cái polyp mà khá là lớn này, chúng ta cần đánh giá kỹ cái này. Hình cầu không có cốm, màu sắc thì nó vẻ như tương đồng xung quanh như này, thật vậy em ạ. Để vị trí này thì chắc nữa là cái dụng cụ dễ tiếp cận thôi, nhưng nó nằm trên cái nếp nếp gấp niêm mạc này. Nên là sẽ khó, mình sẽ phải đợi nó cái nhu động ở nó phẳng ra cái nếp niêm mạc này. Kiểu hình dạng ống, xem cái chân nó không có chân nên xem nó có thương nhiễm. Đây là một cái polyp tuyến trên một cái nếp niêm mạc này sẽ khó đấy. Đây là nó nổi lên thế này thì cái lồi lên như thế thì sẽ dễ dàng là dùng cái lọng điện này. Nó gặp cái chưa được, đó, nó vướng kia mình không lấy được hết cái chất của nó, từ từ mở ra. Không không để vào, để sát vào đây. Ok, đốt rồi, lấy nhất clip lên và chúng ta đốt. Ok, thôi được rồi. Ok, được rồi em. Thôi nữa. Tổ chức rồi, hết rồi, hết sạch tổ chức clip rồi. Rồi chúng ta phải tìm cái, nếu muốn làm giải phẫu bệnh thì làm cái to nhất này thôi. Nhưng mà nó chui đâu rồi? Đây, nó chui vào tận đây là nhanh. Chạy trốn. Này để nó cho nó hút qua được. Lấy ra. Ok. Thôi anh ấy xem. Nó lại vướng. Thôi ok. Không phải. Bụng của ông một trứng thôi. Ok, bụng mềm xem. Đây cái nữa này. Từ từ đã. Wow, đây một cái này rất là nguy hiểm. Với cái clip nó khá là bơm bơm anh. Cái này nó dẹp, nó không cuống. Bơm bơm của anh ấy. Ok, thôi được rồi. Cái này mới là cái nguy hiểm. Cái này em lấy trên cái kim tiêm không nâng, nâng chân rồi. Đây là cái clip mà nó dẹp. Kích thước nó khoảng 6-7mm. Cấu trúc bề mặt của nó dạng ống động túi và có những cái trợt, có dấu hiệu thung lũng. Chân nó, cái niêm mạc phía cạnh nó nhìn rất là khó, là không tốt. Cái này sẽ làm giải phẫu bệnh, cái này sẽ làm giải phẫu bệnh này.
câu chuyện của mình. Nó bơm là nó nâng chân lên thì khả năng là chúng ta lấy được hết của tổ chức nó sẽ cao hơn. Ba năm trước đã như thế này mà ba năm sau đã như thế này rồi. Chắc. Bơm. Ok, thôi đã dậy. Phía này nó ra đi, chọc, bơm. Rút lên thịt, vừa bơm rút lên thịt. Đấy, nó đang đẩy lên, đấy. Rút rút xin lên thịt. Ok, bây giờ ok. Thêm phía này một chút nữa. Chọc, bơm. Ok, ok, chọc. Bây giờ. Chúng ta bây giờ cái đang dùng cái adrenaline pha loãng 1/10.000 để vừa nâng cái chân clip và vừa tránh cái biến chứng chảy máu. Thảo có thể những cái này Thảo có thể quay sát được cái màn hình, thỉnh thoảng nó quay sát zoom đến sát một cái màn hình thôi. Thôi ảnh mà đủ rồi thôi. Vị trí này thì cũng dễ tiếp cận thôi, nhưng vấn đề là nó nằm trên cái nếp, nhưng mà cái trên đấy đợi để hút bớt xem. Để sát sụp đỏ. Đốt rồi. Nâng lên là hạn chế tối đa. Cắt rồi. Đốt rồi. Cắt rồi. Nó sát cái đèn cho nên nó bị lóa. Đốt. Cái này mới cần làm sinh thiết. Từ từ em nhìn thấy một cái polyp nữa, đây cái nữa này, đây một cái nữa. Cái này thì nó lồi hơn và nó cái này nó có polyp hình cầu nhiều quá, ngay một cái trực tràng là tận mấy cái polyp này, ít nhất là ba cái to ở khu vực này. Thì cái vừa rồi là cái nguy hiểm nhất, mình nhìn cái chân nó xung quanh ấy, nó rất là nguy hiểm. Cái này thì lại không nguy hiểm, cái này thì 2A đẩy vào thì là cắt luôn. Để sát đó. Rồi nhựa rút, hơi rút ra một tí. Ok. Nhấc lên này, đốt này. Cắt này. Cắt. Bơm. Bơm bơm. Ok. Hoàn toàn ok. Là kỹ là không còn cái tổ chức polyp mà cũng không có cái biến chứng chảy máu. Đây, cái này là cái mà mình cần đánh giá nhất, bởi vì coi như thế này yên tâm. Mình chỉ cắt hết cái tổ chức polyp thôi, không còn cái tổ chức polyp tồn dư. Về mấy cái polyp này thì cái nguy hiểm nhất là cái dẹt này, thế còn hai cái kia thì không nguy hiểm bằng, này to quá còn không ấy được. Đây là cái này ra ngoài, đấy còn cái nữa, bỏ qua lấy nốt cái kia. Ba cái polyp và trực tràng cho cùng một ống được. Đây nhưng mà đây cái nữa. Ok được. Đoạn thấp này thì hai cái, đoạn cao này. Ok xong rồi. Đấy, soi xong cái là bệnh nhân tỉnh ngay, rất là thoải mái và rất là mừng em ạ. Của ông đấy 3 năm mà đã có rất là nhiều cái polyp. Và cái chuyện nay mai mà đi soi nữa hay không thì mình sẽ phải cân nhắc, bác sĩ cũng sẽ phải cân nhắc, cân đo đong đếm giữa cái chuyện lợi ích với nguy cơ rất là nhiều. Nhiều cái polyp như này thì phải khuyên anh em ruột thịt của ông đi soi này. Cái con cái ruột thịt của ông cũng phải đi kiểm tra nhé. Đấy, bởi vì cái nguy cơ có cái polyp của những người họ hàng bậc 1 rất là cao. Xin chào giáo sư. Chương trình truyền hình đến đây hết rồi, tắt đi.